Lục Viễn Dương lợi dụng bạn gái dâu An để giành được dự án của Tịnh Nhiễm. Nhưng bạn gái cũ Diêm Hàm của anh ta lại rất không thoải mái. Trong tiệc chúc mừng, Lục Viễn Dương quan tâm dâu An khiến cô ta càng ghen tị hơn. Để chia rẽ mối quan hệ của hai người, Diêm Hàm định làm một giao dịch với đối thủ của Lục Viễn Dương là Steven. Để anh ta chen vào giữa Lục Viễn Dương và dâu An, còn hứa sau khi xong việc thì sẽ nâng đỡ Steven thành CEO của Oris. Steven là kẻ địch nhiều năm của Lục Viễn Dương, nghe có chuyện tốt như vậy thì vui vẻ nhận lời. Đầu tiên, Steven lấy cớ sử dụng người mới để giao hết các dự án của Tịnh Nhiễm cho dâu An. Nghe xong, dâu An vô cùng tức giận vì ngày mai phải bàn giao công việc với Tịnh Nhiễm, chỉ trong một ngày ngắn ngủi thì rất khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt với việc Steven cố ý làm khó, Lục Viễn Dương lo lắng nhưng cũng không đứng ra nói đỡ giúp cô, mà ngược lại bảo cô chịu khó một chút, nhanh chóng đưa ra phương án hợp lý. Thấy bạn trai kiên quyết như vậy, dâu An cũng không nói gì mà cắn răng chấp nhận. Buổi tối, dâu An một mình tan làm trở về nhà. Lúc này Steven xuất hiện, anh ta nói với cô rằng Lục Viễn Dương là một tay cao thủ gặp dịp thì chơi. Đặc biệt là lúc muốn lợi dụng cô thì ăn nói ngọt ngào, cử chỉ ấm áp. Một khi đạt được mục đích thì sẽ đá thẳng tay. Dâu An vô cùng tin tưởng bạn trai nên chẳng để tâm đến lời Steven. Nhưng cô nhanh chóng hối hận. Cô về nhà, tiếp tục hoàn thành phương án ngày mai cần dùng. Thấy vậy, Lục Viễn Dương xuống nhà mua cho cô một cốc cà phê. Ai ngờ Diêm Hàm đột nhiên xuất hiện. Cô ta lờ đi sự tồn tại của anh, tự ý lấy luôn cốc cà phê anh gọi. Lục Viễn Dương đuổi theo định lấy lại, nhưng có vẻ Diêm Hàm hoàn toàn không có ý định trả. Anh không muốn một mình ngồi cùng cô ta nên lấy cớ rời đi. Không ngờ điều này vừa hay trúng kế của Diêm Hàm. Cô ta biết dù ngoài mặt anh lạnh nhạt với cô ta thế nào, thì sâu trong lòng chắc chắn không thể quên được quá khứ của hai người. Ai cũng nói tình đầu là khó quên nhất, thực sự chẳng sai chút nào. Sự xuất hiện của Diêm Hàm khiến Lục Viễn Dương lại nhớ đến những chuyện đau lòng trước đây. Anh nhớ năm đó Diêm Hàm không từ mà biệt. Vì vậy sau khi về nhà, nhìn đống thùng giấy đầy nhà mà nổi giận với dâu An. Dâu An không hiểu, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì quả thực như lời Steven nói, Lục Viễn Dương chỉ coi cô là công cụ lợi dụng. Bây giờ đạt được mục đích rồi anh ta liền cởi bỏ lớp ngụy trang, lúc nóng lúc lạnh với cô. Dâu An lập tức lạnh lòng, cô nói với anh rằng sau khi tìm được nhà thì cô sẽ lập tức dọn ra khỏi đây. Nghe vậy, anh biết mình hơi quá đáng với cô, anh muốn giải thích với dâu An nhưng cuối cùng vì lòng tự tôn mà không mở lời. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, cô khóc không ra nước mắt. Dù tâm trạng tồi tệ nhưng cô vẫn thuận lợi hoàn thành phương án thiết kế. Lúc Diêm Hàm đến nghiệm thu kết quả, dâu An vô cùng tự tin trình bày tác phẩm của mình. Nhưng còn chưa nói xong, phương án của cô bị Diêm Hàm bác bỏ, thậm chí còn phê bình cô làm việc không nghiêm túc. Dâu An muốn giải thích thì bị Lục Viễn Dương ngăn lại, anh không hề giải thích giúp cô mà bảo cô về làm lại. Nói rồi anh quay người rời đi, để lại một mình cô ngại ngùng đứng tại chỗ. Cô thực sự cho rằng anh không quan tâm đến cô nữa, không ngờ về nhà, anh đã thay đổi hẳn dáng vẻ lạnh nhạt ban sáng mà như một đứa trẻ rụt rè, đưa thẻ dự phòng của anh cho cô. Còn nói với cô rằng muốn ở đây bao lâu cũng được. Sự ấm áp đột ngột của anh khiến cô nhất thời không biết phải làm sao. Cô không biết anh định làm gì. Nhưng ai cũng nói trong tình yêu người ta thường mù quáng. Lúc này dâu An đang chìm trong niềm vui của tình yêu, hoàn toàn quên mất người đàn ông này đã làm tổn thương cô không lâu trước đây. Cô vui vẻ đi đến trước mặt anh, không nhịn được mà hôn anh một cái. Cuộc sống cũng chỉ có vậy thôi. Vào lúc bạn đến đường cùng thì nó sẽ kéo nhẹ bạn một cái, để bạn cảm thấy thực ra cuộc sống cũng không khốn nạn như vậy. Khi bạn tưởng rằng cuối cùng cuộc sống cũng mỉm cười với bạn thì nó sẽ lạnh lùng đá bạn một cái. Cuộc đời của dâu An chính là như vậy. Một ngày nọ, cô đến đưa phương án cho tập đoàn Tịnh Nhiễm thì phát hiện anh chàng trợ lý này bị bắt nạt, thậm chí còn bị đối phương tạt cà phê. Cô vô cùng tức giận, lập tức đi tìm đương sự, dùng cách tương tự để trừng phạt người kia, còn bắt cậu ta xin lỗi trợ lý. Đối phương đành ngoan ngoãn làm theo lời dâu An nói. Nhưng sau khi Diêm Hàm biết cấp dưới của mình bị bắt nạt thì thẹn quá hóa giận, cô ta quyết định sẽ dạy dỗ dâu An tử tế. Đầu tiên cô ta lấy cớ công việc để hẹn một mình dâu An, còn mời cô cùng thưởng thức rượu vang với mình. Dâu An cũng muốn xem Diêm Hàm đang muốn chơi trò gì, nên đồng ý ở lại uống rượu cùng cô ta. Lúc này Diêm Hàm đã thay đổi hẳn thái độ chua ngoa ban ngày, mà vô cùng nhẹ nhàng với dâu An, thậm chí còn nói cho cô rằng mình rất thích những cô gái như cô. Cô ta còn chia sẻ với dâu An rất nhiều chuyện cũ liên quan đến mình và Lục Viễn Dương. Nghe xong, dâu An vô cùng cảm động, cô bắt đầu thông cảm với những gì Diêm Hàm gặp phải. Cuối cùng bất chi bất giác uống hơi nhiều và bất tỉnh nhân sự trên sofa. Diêm Hàm thấy dâu An đã ngủ say thì âm thầm gọi bạn trai cũ Trần Kiêu của dâu An đến. Trần Kiêu thấy cô uống say như vậy thì đau lòng lắm. Anh ta bế cô lên rời đi, trước khi đi còn dặn Diêm Hàm đừng động vào dâu An nữa. Ngoài mặt thì Diêm Hàm đồng ý, nhưng ai ngờ lại cho người bám theo bọn họ, thậm chí còn chụp lại ảnh hai người ở bên nhau. Diêm Hàm tưởng rằng Trần Kiêu thấy dâu An uống say thì sẽ làm mấy chuyện bậy bạ. Mặc dù Trần Kiêu là cha nam vẫn là người đứng đắn đàng hoàng, anh ta không hề lợi dụng dâu An mà đưa cô về nhà để cô nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, dâu An phát hiện mình đang ở nhà Trần Kiêu thì trong lòng không hề ngạc nhiên. Cô biết chắc chắn là do Diêm Hàm làm. Dâu An cũng rất tin tưởng Trần Kiêu sẽ không làm gì mình, nên yên tâm ăn sáng cùng anh ta. Trần Kiêu biết Diêm Hàm luôn làm khó dâu An thì trong lòng rất khó chịu. Anh nói với cô rằng mình và sếp lớn của Tịnh Nhiễm có quan hệ rất tốt, anh có thể giúp cô vượt mặt Diêm Hàm để làm việc với sếp tổng. Nghe xong, dâu An vô cùng cảm động. Để sớm ngày kết thúc sự tranh đấu vô vị với Diêm Hàm, cô đã nhận sự giúp đỡ của Trần Kiêu. Cùng lúc đó, Diêm Hàm đến văn phòng của Lục Viễn Dương, đưa bức ảnh của dâu An và chầu Kiêu cho anh. Biết dâu An đi cùng bạn trai cũ, Lục Viễn Dương nổi giận.
anh lao ra khỏi văn phòng, đi tìm Dâu An khắp nơi. Lúc này, để lấy được dự án với Tịnh Nhiễm, Dâu An đã uống rượu với sếp tổng đến mức say mềm. Trần Kiêu Túc trực ở ngoài, thấy cô lảo đảo thì đi tới đỡ lấy cô. Không ngờ cảnh tượng này bị Lục Viễn Dương hiểu lầm, anh lao đến đấm cho Trần Kiêu một cái rồi bế Dâu An rời đi. Trần Kiêu muốn ngăn Lục Viễn Dương lại. Mày thả cô ấy xuống, nếu mày là tao thì mày sẽ làm gì? Cút. Trần Kiêu sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta đưa Dâu An đi. Sau khi về nhà, Lục Viễn Dương trách Dâu An không biết điều, để lấy được dự án mà bán mình cho Trần Kiêu. Đối diện với những lời ác ý đó, cô chỉ bất lực cười lạnh một cái. Cô tuyên bố với Lục Viễn Dương rằng trước giờ mình chưa từng bán mình, dù là tình cảm hay thân xác. Nhưng vì lợi ích mà Lục Viễn Dương đã bán đứng tình cảm của hai người. Cô trách anh ban đầu vì hợp tác với Tịnh Nhiễm mà bảo phí Na, nói với cô chuyện giữa anh và Diêm Hàm, còn lợi dụng cô để lấy được dự án với Tịnh Nhiễm. Nghe xong, anh buồn lắm. Sau khi anh biết rằng cô biết được sự thật thì không nhịn được mà ôm lấy cô, luôn miệng nói xin lỗi. Đối diện với lời xin lỗi thật lòng của anh, cô chẳng lay động chút nào. Cô nói với anh, nếu lời xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì. Sau đó cô rời khỏi vòng tay của anh, lảo đảo rời đi, để lại một mình anh cô độc ngồi sụp xuống. Nếu sớm biết có kết quả ngày hôm nay thì không nên 5 lần 7 lượt làm tổn thương Dâu An. Lúc này anh vô cùng hối hận, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng lúc càng xa anh. Vì Dâu An đã thành công lấy được dự án nên sự nghiệp của Lục Viễn Dương càng lúc càng lên cao, đánh bại Steven và trở thành CEO mới của Oris. Dù trong lòng Dâu An luôn trách Lục Viễn Dương nhưng nhìn anh càng lúc càng tiến cao, cô chỉ có thể đứng ở phía xa lặng lẽ chúc phúc cho anh. Lúc này, chủ tịch biết dự án của Oris là một mình Dâu An lấy được thì vô cùng tán thưởng cô. Ông muốn mời cô đến Bắc Kinh làm thư ký cho ông. Nghe xong cô có chút do dự, cô nhìn Lục Viễn Dương ở bên cạnh, dùng ánh mắt mong anh giữ cô lại. Nhưng anh lại cố tình né tránh ánh mắt của cô, không những không giữ cô lại mà còn chủ động đẩy cô đến chỗ chủ tịch. Nghe xong, cô vô cùng thất vọng. Cô tưởng đó chỉ là những lời trong lúc tức giận của anh nên khi bữa tiệc kết thúc, cô đã một mình tìm anh nói chuyện. Lúc này Diêm Hàm biết tình cảm của Lục Viễn Dương và Dâu An xảy ra vấn đề, thì muốn thừa nước đục thả câu. Bữa tiệc kết thúc, cô ta chủ động đến nhà Lục Viễn Dương. Nhân lúc anh không đề phòng đã ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng anh lại lạnh lùng đẩy cô ta ra. Cô ta chất vấn tại sao anh không chấp nhận mình, anh nói với cô ta rằng, năm đó cô ta nhẫn tâm bỏ rơi anh đi nước ngoài phát triển. Anh không thể tha thứ việc cô ta kết hôn với người khác để lấy thẻ xanh. Nói rồi anh quay người rời đi, để lại một mình Diêm Hàm suy sụp bật khóc. Vào lúc cô ta vô cùng tuyệt vọng thì chuông cửa vang lên, Diêm Hàm đến xem thử thì thấy là Dâu An. Để phá hoại hoàn toàn tình cảm của Dâu An và Lục Viễn Dương, Diêm Hàm cởi giày và váy ra, tạo thành một phòng khách bừa bãi hỗn loạn, giả vờ hai người vừa có khoảng thời gian đồng cháy. Sau đó cô ta trốn vào phòng ngủ, giả vờ không muốn bị Dâu An phát hiện. Lúc này, Dâu An ở bên ngoài đợi mãi mà không ai trả lời nên lấy thẻ dự phòng ra mở cửa. Không ngờ vừa đi vào đã thấy quần áo và giày dưới đất, cô lập tức đoán được là Diêm Hàm đến. Cô định mở cửa phòng ngủ ra để xem có phải Lục Viễn Dương ở bên Diêm Hàm không, nhưng sau một hồi do dự thì cô lựa chọn từ bỏ. Có lẽ cô không dám đối diện với kết quả tàn khốc. Cũng có lẽ dáng vẻ lạnh nhạt trước đây của Lục Viễn Dương đã hoàn toàn khiến cô lạnh lòng. Lúc này Dâu An không hề giận mà nhẹ nhàng xếp gọn váy và giày của Diêm Hàm, đặt lên mặt bàn. Sau đó cô vứt chiếc thẻ mà Lục Viễn Dương đưa vào bát đựng đá trên bàn. Từ giờ, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Cuối cùng, cô quyết định đến Bắc Kinh làm việc cho chủ tịch. Cứ như vậy, hai người vốn yêu nhau đã bỏ lỡ nhau vì hàng loạt hiểu lầm. Thật đáng tiếc. Hẹn gặp lại kỳ sau.